Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh, chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức nhé. Lại là em Dân đây. Hôm nay em Dân muốn giới thiệu với tới quý cô bác anh chị ấy một số dòng sản phẩm, một số mẫu sản phẩm bên em nhé. Đấy, thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những cái dòng sản phẩm, những mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Đấy, đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu tới cô bác anh chị ấy một cái những số mẫu sản phẩm bên em nhé. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác một số cái mẫu kích điện này. Đấy, lại kích điện đây. Đấy, kích điện này thì là kích điện từ 200 điện 220 đấy lên điện 100 điện 12V lên điện 220V nhé. Kích từ điện 220 lên điện 20V đấy, rất là xịn sò luôn đấy. Con kích này thì đây em xin đi vào chi tiết sản phẩm có nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ với em Dân qua số hotline của em nhé, là 0982 834 004 có nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy. Đấy, tiếp đầu chương trình thì em xin giới thiệu các bác một cái mẫu, một số mẫu kích điện nhé. Đấy, mẫu kích điện 1000 VA này. 1000 VA là 1000W này. Đấy, 500W này. Đấy. Một số mẫu đây. Đấy, em sẽ cắm thử cho các bác nhé, cắm thử và test thử cái những cái ánh sáng và ổ cắm nhé, ánh sáng và ổ cắm. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác là một cái mẫu 500W. 500W này em thử vào với một quả bóng điện dạng đông và một chiếc quạt quạt Vina Vina đấy, quạt của Việt Nam mình. Đấy, sử dụng điện 220V nhé. Đây em đã cắm điện vào rồi và em bật lên này. Đấy, ánh sáng sáng luôn này. Đấy, và quạt chạy quay. Và quạt quay. Đấy. Một con kích này thì bên em đang bán với cái con kích 500W này thì bên em Dân đang bán với cái giá là 550.000 đồng thôi nhé. 550.000 đồng một cái kích 500W. Đấy. Kích 500W. Đấy. Đặc biệt thì ngoài ra cái kích 500W này nó còn có một cái đầu này để chúng ta có thể cắm vào những cái đầu này chúng ta cắm vào trên xe ô tô ấy, ô tô tải hay ô tô con. Có cái châm thuốc thì chúng ta có thể kích lên đấy, ví dụ đang lúc trong công việc chúng ta dùng sử dụng laptop trên ô tô đấy mà nó hết pin, hoặc là sử dụng bất cứ một cái thiết bị nào dùng đến điện 220 mà nó hết pin hết điện thì chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta kích lên điện 220V, rất là tiện lợi nhá các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi luôn con 500W này, đặc biệt chỉ có con 500W này nó mới có cái đầu này thì nhé, nó mới có đầu chuyển đổi như này các bác nhé. Đấy, con 500W nó mới có đầu chuyển đổi này. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác đây. Các bác nhìn chưa, từ nãy giờ chạy rất là đều luôn, ánh sáng thì không có tí nào gọi là chập chờn cả, ánh sáng sáng rất là đều. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu 1000W, một cái mẫu 1000W nhé. Đây, bây giờ thì không phải dừng lại để setup nữa, bây giờ là chỉ việc gọi là lắp vào là xong luôn. Đấy, nãy là setup thêm mang quạt mang cúng vào thì phải tạm dừng video. Đây, bây giờ thì đây em làm cái tiếp theo thì em sang giới thiệu cái 1000 VA. Đấy, 1000 VA. Đúng dây chưa? Đúng dây rồi. Bật lên này, cái này sáng luôn này con này. Bật lên là sáng luôn. Đấy, quạt chạy rất là ok luôn. Đấy, quạt chạy rất là ok luôn. Đấy, một con quạt. Đấy. Đây mới là con 1000 VA này thì bác có thể chạy tải được nhiều hơn như này nhé. Các bác có thể tải được nhiều hơn như này các bác nhé. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like nhé và một nút đăng ký kênh nữa nhé. Để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những dòng sản phẩm, những mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Đấy. Em lại có hai mẫu 1000 VA. Đấy, hai mẫu 1000 VA. Đấy nên là hai màu chứ không phải mẫu, màu hai màu khác nhau thôi. Đấy, lưu ý các bác lưu ý giúp em là cái cục này, cái cục đổi nguồn chuyển sang này là hàng của Mỹ China nhé. Lưu ý giúp em nhé, không phải là hàng Nhật. Đấy, tại vì em chưa kiếm được cái hàng Nhật tốt nên là hàng Nhật thì giá nó quá cao. Đấy, hàng Nhật mới mà thì giá nó quá cao nên là hàng này là hàng nội địa Trung Quốc nhé. Đấy, hàng nội địa của Trung Quốc nên là em cũng phải nói rõ thế, không đến lúc mà chúng ta lại hiểu nhầm. Đấy, tại vì bên em là mặt hàng nào cũng có, chỉ cần tốt và chất lượng thôi. Đấy, cũng nói thật với các bác là ở quê em nó hay mất điện nên là người ta hay dùng đến những cái loại kích như này. Đấy, nên là ở quê em nó chuộng cái loại này mà rất là bền bỉ. Đấy, nên là em đang bán cái loại đấy rồi nên là em muốn giới thiệu chia sẻ với các bác luôn. Đấy, không lẽ các bác lại hiểu nhầm bảo là tại sao thằng Dân Trịnh nó bán đồ Nhật mà nó lại có hàng Trung Quốc. Đấy là cũng phải lưu ý với các bác vậy, không là tránh sự mang tiếng. Đấy, bên em bán là cứ nói rõ ràng nguồn gốc cho các bác. Ừ, chạy rất là ok các bác nhé. Đây, kể cả là các bác có chạy cái bình ắc quy của xe máy này, kể cả các bác có chạy cái bình ắc quy của xe máy nó vẫn cũng rất là ok này. Đấy, cái bình ắc quy của xe máy thôi nhé các bác nhé,
bình ắc quy của xe máy thôi. Đấy, con bình ắc quy của xe máy bé thôi. Con này là em đang chạy con Yamaha CS đời 2017. Đấy, cái bình ắc quy này của nó mà cũng rất chạy rất là ok các bác nhé. Đấy, các bác đi qua video thì đừng quên cho em Dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em nó có thể phát triển hơn. Đấy, cũng như là phục vụ đấy tới quý cô bác anh chị những cái mẫu sản phẩm nó tiện dụng và nó chất lượng như này. Chúng ta không dùng nữa, chúng ta tắt đi luôn. Đấy, tắt đi, các bác lưu ý giúp em là tắt đi cái này nhé, thì chúng ta hẳn lôi cái này ra. Đấy, để đảm bảo chúng ta không bị mo ve nhé, để đảm bảo chúng ta không bị mo ve. Đấy, để tiếp theo chương trình thì em xin giới thiệu với các bác một cái số mẫu sản phẩm mới. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác là con cục đổi nguồn nữa nhé. Cục đổi nguồn này là của Việt Nam. Đấy, video này thì em cũng công bố luôn là em cũng có hàng Việt Nam nhé các bác nhé, lưu ý giúp em này. Cái này là của Việt Nam chứ không phải của Nhật. Đấy, tại vì làm sao, cái này cũng rất là tốt, chúng ta nên ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam các bác. Đấy, con 100 VA này thì nó có thể cắm, các bác có thể cắm được máy cắt con chuột, máy khoan các thứ. Đấy, con này thì điện cắm vào là điện 220V và điện ra đây là điện 110 nhé. Đấy, cái này là bảo hành 12 tháng. Đấy, tên máy là máy biến áp tự ngẫu, điện 220V 50Hz, điện ra là 100V. Đấy, điện ra là 100V, công suất 100 VA, bảo vệ quá nhiệt quá tải. Lõi nó là bằng cuốn bằng lõi đồng nhé. Lõi nó bằng cuốn bằng lõi đồng, mắt thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, chúng ta có thiết bị 110 chúng ta cắm vào đây là ok các bác nhé. Chúng ta có thiết bị 110 chúng ta cắm vào đây là ok. Tiếp theo chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác một cái những số mẫu cuộn Zulo nhé. Cuộn Zulo này. Đấy, cái hàng này thì sản phẩm này là của Made in Japan nhé. Sản phẩm này hàng của hàng Nhật Bản. Cuộn Zulo này. Cuộn này thì nó có gồm một cái automat chống giật 30A. Đấy, một cái ba cái ổ cắm, ba cái chỗ để cắm điện. Đấy, nắp đậy cũng rất là ngon. Và 29 mét dây nhé các bác nhé, 29 mét dây. Đấy, 29 mét dây cho chúng ta luôn. Mẫu dây điện này thì bên em Dân đang bán với cái giá là 1.500.000 đồng một cuộn Zulo như thế này. Đấy, 1.500.000 đồng các bác nhé, một cuộn Zulo 1.500.000. Đấy, đảm bảo với các bác là dây không đứt nối nhé. Đảm bảo với các bác là dây không đứt nối. Đấy, vẫn sử dụng tốt. Nên là các bác cứ yên tâm. Này, nắp đậy các thứ vẫn còn rất là ok. Đấy, dây thì rất là đảm bảo luôn. Đấy, nó không thể tránh được những cái vết xước với lại các thứ ở trong cuộn Zulo các bác nhé. Nó không thể tránh được vết xước nhưng mà đảm bảo với các bác là nó cũng không đến nỗi nào. Đấy, nhìn được mắt ta thì cũng ra mắt người đây, những vết xước nhỏ này thì không thể tránh được. Đấy, cuộn Zulo nhé, cuộn Zulo. Hàng này là hàng bãi Nhật các bác nhé, hàng này là hàng bãi Nhật. Đấy, nói chung là chúng ta về chúng ta cắm điện vào. Đấy, chúng ta sử dụng cho chiến công trình. Đấy, các thứ chiến công trình hoặc sử dụng ở nhà dân, cắm máy bơm, cắm nồi lẩu, kéo ra kéo vào nó rất là tiện, kéo ra kéo vào nó rất là tiện. Đây, em xin thử cho các bác luôn này. Em xin thử cho các bác luôn này. Đây, chúng ta kéo ra này. Đấy, xong chúng lúc chúng ta cuộn vào này, cuộn vào thế là xong. Đấy, cuộn vào là rất là nhanh gọn mà nó tiện lợi. Đấy, chúng ta dùng xong chúng ta cuộn vào, chúng ta để gọn vào gầm cầu thang chẳng hạn đấy. Đấy, cất gọn vào đây. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, thì một cuộn Zulo rất là đẹp các bác nhé. Cuộn Zulo này rất là đẹp. Đấy, hầu như toàn màu trắng. Đấy, dây trắng thì nó cũng rất là ok. Đấy, tiếp theo chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác một số cái mẫu bộ cờ lê này nhé. Bộ cờ lê này, bộ cờ lê đa năng này rất là xịn sò luôn. Bộ này thì chúng ta có thể xoay ra xoay vào thoải mái này. Đây, này, tay nhanh này. Đấy, xoay ra xoay vào thì chúng ta chỉ việc lật ngược thôi. Đấy, chúng ta chỉ việc lật ngược lật xuôi thôi. Đấy, đấy, chúng ta muốn xoay ra xoay vào thì chúng ta chỉ việc lật cái này thôi. Đấy, đây nhé. Đấy, chúng ta lật ngược lại thôi là nó xoay ra xoay vào các bác nhé. Đấy, một trong một cái bộ này thì là có nó có 7 món các bác nhé. Trong một cái bộ này thì nó có 7 món. Đấy, 7 món, 2, 4, 6, 7, 1 con 8, 1 con 10, 1 con 12, 1 con 13, 1 con 14, 1 con 17 và 1 con 19 nhé. Đấy, một bộ này thì bên em Dân đang bán với cái giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng, giảm giá cho các bác xuống còn 400.000 đồng nhé. 400.000 đồng một bộ này. Đấy, nó có tay nhanh ở đây này. Con này.
Đấy, nó có tay nhanh ở đây các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu đến các bác một mẫu đầu chụp nhé các bác nhé. Mẫu đầu chụp này. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán với cái giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng thì nó có gồm một cái tay nhanh. Đấy. Và 10 cái đầu chụp. Đấy, từ 8 đến 24. 10 cái đầu từ 8 đến 24. Một cái tay nhanh, một cái đầu nối. Tổng cộng cái này là 12 món quá nhé. Tổng cộng cái này nó có 12 món. Và giá của nó thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng một bộ này. Một bộ đầu khẩu này các bác nhé. 300.000 một bộ đầu khẩu. Hàng rất là xịn sò luôn, hàng rất là đẹp luôn các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đây em tháo thử cho các bác xem này. Đấy, lắp vào này, lắp vào. Bánh răng rất là lớn. Đấy, xoáy rất là tiện lợi. Con này là đang cầm, em đang cầm trên tay là con 10 nhé. Đấy, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17. 300.000 đồng thôi nhé. Này, chúng ta lôi ra thì rất dễ dàng. Đấy, ấn nút là nó sẽ trôi ra. Đấy, rất là tiện lợi và dễ dàng. Lắp vào. Bộ này rất là đẹp thôi nhé. Dùng xong thì chúng ta cất vào đây và chúng ta lại treo gọn vào. Đấy, rất phù hợp cho các bác để ở nhà sửa chữa gia đình. Đấy, và làm công việc. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kìm hàn nhé. Một cái mẫu kìm hàn này. Mẫu kìm hàn này thì bên em đang bán với giá là mẫu kìm hàn này là 120.000 đồng. Một mẫu kìm hàn. Đấy, thương hiệu của Kabushi. Đấy, hàng thì nguyên đai, nguyên chuyện, nguyên hộp đây. Hàng nguyên hộp. Rất là ok các bác nhé. Rất là ok. Đấy, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác một cái số cái mẫu mũi khoan tháp và đồ nghề kim khí này. Này. Đấy, đầu tiên thì là tiếp theo là một mũi khoan tháp này. Mũi khoan tháp này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng, giá mới. Đấy, trước kia đang bán với giá là 350.000 đồng. Đấy, trước kia đang bán với giá là 350.000 đồng. Bây giờ giảm xuống còn 300. Đấy, trước kia đang bán với giá là 350 này. 50 giờ giảm xuống còn 300. 300.000. Đấy, giảm xuống còn 300.000 các bác nhé. Đấy, ở cái này các bác không nhìn thấy nhưng thôi không sao. Đấy, giảm xuống còn 300.000 đồng các bác nhé. Đấy, một bộ 3 mũi này. 3 mũi. Đấy. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline của em là 0982 834004 nhé. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái số cái mẫu đây. Mẫu hít mát hàn này. Một số mẫu hít mát hàn này. Đấy, thì cái mát to này, cái mẫu mát to này thì bên em đang bán với giá là 150.000, 150k. Đấy, mẫu to này 150k. Đấy, thương hiệu của Kabushi. Và mẫu bé này là 65k. 65k. Đấy, của Kabushi các bác nhé. Đấy, hàng này hai mẫu, hai mẫu. Đấy, hít màn hít mát rất khỏe này. Hít rất khỏe này. Này. Hít rất khỏe các bác nhé. Đấy. Nên là chúng ta hít sắt thì thoải mái luôn. Hít sắt thì thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, hai mã. Đấy. 65k và 150k. Đấy, các bác đặt hàng thì chụp lại màn hình giúp em nhé. Các bác lại đặt hàng chụp lại màn hình giúp em. Đấy. Tiếp theo đây thì có ít đá mài này. Đá mài này. Đấy, đá mài thì bên em đang bán với cái giá là 450k một hộp nhé. 450k. 50k một hộp trên hộp. 450k trên hộp nhé. Đấy, còn lẻ thì 10, lẻ thì 10.000, lẻ 10k một viên. Lẻ 10k một viên nhé. Đấy, 450k một hộp, lẻ 10k một viên đây, 450k một hộp. 50 viên 450k. Bằng 450k. Đấy, lẻ 10k một viên. Đấy, mà hoặc là chỉ bán 10 viên nhé, chỉ bán chẵn 10 viên, 20 viên, 30 viên, 40, 50 viên, 50 viên. Đấy. Hàng thì rất là đẹp luôn, hàng của Nhật các bác nhé. Hàng của Nhật này. Đấy. Tiếp theo em Dân xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu kéo cắt thực phẩm này. Mẫu kéo cắt thực phẩm này. Đấy, mẫu kéo cắt thực phẩm này thì bên em đang bán với giá là 120k nhé. Kéo này. Kéo bạc 120k. 120k mẫu kéo này. Kéo này của Nhật nhé. Kéo này của Nhật này. Đấy, khắc sâu luôn. Đấy, cắt thực phẩm thì rất là ok các bác nhé. Cắt thực phẩm rất là ok. 120k một viên. À, một cái kéo. Đấy.
Còn kéo này thì là 7 à 85k nhé. Kéo này thì 85k. 85k. Một cái kéo vàng này. 85k một cái kéo vàng nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác một cái số mẫu motor 775 này. Đấy. Trước kia em đang bán 100k một cái. Giờ giảm giá xuống còn 80k. Xuống còn 80k. Đấy. Mẫu motor 775 này. Đấy. Bao với các bác là hàng còn sống tất. Bao với các bác là hàng còn sống tất. Đấy. 80k một cái. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một bộ dao dọc giấy này. Dao dọc giấy này. Dao và lưỡi này. Đấy. Dao thì 100k một cái. Còn lưỡi thì là 50k một hộp. Lưỡi 50k một hộp nhé. Dao thì 100k một cái. Chọn bộ này thì là 150k nhé. Chọn bộ này 150k. Đấy, nói chung là con dao này thì dùng rất sướng. Đấy, con dao này thì dùng rất sướng. Lưỡi lưỡi thép bằng lưỡi thép đen. Đấy, rất là sắc. Lưỡi thép đen rất là sắc các bác nhé. Đây. Hàng rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là cái bộ tool mini nhé. Bộ tool mini này. Đấy, bộ tool mini này. Bộ tool mini này thì bên em dân đang bán với giá là 400.000 đồng và bao ship cho các bác nhé. 400.000 đồng và bao phí ship cho các bác luôn. Đấy. Bộ này thì nó có các đầu từ đầu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy. Và hai con tay nhanh. Đấy, hai con tay nhanh đều có thể chỉnh ngược chỉnh xuôi được. Đấy, đây. Đấy, chúng ta có thể làm tu vít này. Đấy, chúng ta có thể cập xăng này để trợ lực thêm này. Đấy, nói chung là chúng ta làm kiểu nào cũng được, có thể quay 180 độ này. Đấy, vách chéo này cũng được này. Đấy. Chúng ta muốn chỉnh xoay phải xoay trái thì đều ở đây này. Xoay phải xoay trái ở đây này. Thương hiệu của nó thương hiệu Germany nhé. Thương hiệu của nó thương hiệu Germany các bác nhé, hàng của Đức. Bộ tool mini. Đấy, bộ tool mini. Hàng của Đức. Đấy. 400k bao ship nhé, 400k bao ship cho các bác luôn. Đấy. Chúng ta dùng xong thì chúng ta cất gọn một hộp này. Đấy. Và đóng lại. Đấy, nó có các đầu tua vít này. Đấy, đầu chụp này. Rất đa năng, có cả tay nối này. Tay nối này có thể bẻ 100 có thể bẻ 360 độ nhé. Góc cạnh, vuông góc các thứ này, thoải mái luôn này. Này. Và những thế khó đều làm được tất nhé. Thế khó các thứ đều làm được tất. Đấy. Một bộ này thì có thể làm cho ví dụ là hai bác đang đi làm cùng nhau, một bộ này có thể hai bác làm đều cùng làm được. Đấy. Đấy, dùng xong chúng ta đậy lại. Đấy. Và chúng ta có cái gì treo lên này. Đấy. Bộ đây. 400k bao ship cho các bác luôn. Nó có các đầu đây này các bác này. Đấy, 400k nhé. Bộ tool mini 400k. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu cho các bác một số mẫu dây điện bãi, à dây điện đúc này. Đấy, dây điện đúc này. Đấy, một số mẫu dây điện đúc các bác nhé. Đây. Dây điện đúc này, đúc hai đầu luôn này. Đây, giá của nó đây các bác nhé. Giá của nó đây. Đấy, 5m, 10m, nó như nhau tất. Tất cả đều là như này tất. Đấy, chỉ khác nhau mỗi cái giá và kích thước thôi. Đấy, giá tiền và kích thước. Hai đầu đúc này. Đấy, cắm rất chắc chắn này. Đấy, chống va đập nhé. Chống va đập này. Các bác nghe tiếng chưa? Như đánh trống luôn nhé, như đánh trống luôn. Ổ điện trái việc gì ngoài bẩn. Ổ điện trái việc gì ngoài bẩn nữa nhé. Đây. Tất cả các ổ điện bên trong vẫn ok, vẫn ok. Đấy. Trái việc gì ngoài bẩn nữa. Đấy. Đấy. Cái loại này đang em đang cầm trên tay là loại 5m. Cái loại em đang cầm trên tay là loại 5m. Cái này là dây 2.5. Dây 2.5, các bác đi chiến công trình thì quá là ok luôn các bác nhé. Các bác đi chiến công trình thì rất là ok luôn. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác một số mẫu ổ điện này, ổ đúc này, ổ đúc rời này. Đấy, để các bác về có thể tự đấu vào dây điện của mình này. Đây. Ổ đúc rời có thể tự về đấu vào dây điện của mình. Ổ này thì bên em dân đang bán với giá là 50.000 đồng một cái nhé. Cái này là ổ 3. Đấy, nó khác cái ổ đúc kia là nó có cái nhựa này để chúng ta lắp để chúng ta đấu. Đấy. Còn cái nhựa này để chúng ta lắp chúng ta đấu, chúng ta lắp vào đây. Đấy. Một cái ổ này thì 50.000 một cái, ổ 3. Và ổ 5 thì giá tiền cũng thế thôi nhé. Ổ 5 thì giá tiền nó cũng thế. Đấy, hai loại này bằng tiền nhau, 50.000 đồng một cái. Đấy, ổ đúc chấm vào đập. Đấy, còn đây là phích cắm này. Phích cắm chấm vào đập này. Đấy, phích cắm chấm vào đập. Nó rất là bền.
Ở đây nó có bóng đèn báo nhé, ở đây nó có bóng đèn báo cho chúng ta. Đấy. Đây, còn đây một loại nữa này các bác này. Còn đây một loại nữa bên em nhé. Đấy, phải cắm dẹp chân dẹp này. Đấy, phải cắm chân dẹp. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác một số mẫu kéo cắt cành này. Một số mẫu kéo cắt cành này. Đấy. Đây, có một cái kéo cắt tán các bác nhé. Có một cái kéo cắt tán này. Con kéo cắt tán này thì nó có cái kéo cắt ở đây để chúng ta cắt những cái cành to này, cho chấn này, chấn này, chấn này. Con này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng một con nhé. 300.000 đồng một con. Hàng này hàng của Nhật Bản. Hàng của Nhật. Cắt rất là ok luôn. Kéo cũng khá là dài. Đấy, chúng ta đứng thì chúng ta cắt tán cái thứ thì thoải mái luôn. 300k. 300k mẫu kéo cắt tán này. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là mẫu kéo cắt cành hàng bãi. Con này thì cán gỗ các bác nhé, cán gỗ. Đấy, cũng là liền thân nhưng ốp gỗ vào để trang trí đẹp. Con này chúng ta chấn cành thì nó to to một tí cũng không sợ bị gãy đâu. Đấy, cán liền thân này. Con này bên em Dân đang bán với giá là 230.000 nhé, 230.000 đồng. Tiếp theo thì là một cái mã nữa này. Một cái mã nữa là kéo cắt cành đen này. Đấy. Kéo cắt cành đen này thì bên em đang bán với cái giá là 200k. 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 200k nhé. Đấy. Còn con cán gỗ này thì bên em đang bán với giá là 230k. 230k có nhé. Đấy. Rất là hàng, còn rất là đẹp luôn. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một cái mẫu kéo cắt cành của Kabushi. Con này thì bên em đang bán với giá là 160k. 160k nhé các bác nhé. 160k. Đó. Con này thì 300k này. 300k. Kéo cắt tán. Kéo cắt tán 300k. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác cái mẫu mẫu tiếp theo. Đấy, một số cái mẫu đồ nghề kim khí. Này kim khí các bác nhé. Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác cái mẫu tay nhanh. Tay nhanh này, tay đa năng này. Đấy, các bác có thể mua lẻ này. Đấy, con này răng cũng rất to. Con này thì bên em đang bán với giá là 150k nhé. 150k. 150k các bác nhé. Đấy. Con này thì nó là tay nhanh, tay đảo chiều. Đấy, có thể lắp được đầu, đây là đầu 1 phần 2 các bác nhé. 1 phần 2. 150.000 đồng. Đấy. Đấy, tiếp theo thì có cái đầu 8 đầu. Đầu 8 đầu này các bác này. Đấy, con này thì nó có những cái đầu. Đằng này thì là từ đầu đầu 8, đầu 10, đầu 12, 13. Bên này thì là đầu 14, 17, 19 và 22. 22. Con này thì bên em đang bán với giá là 200k. 200k các bác nhé. Con này thì bên em đang bán với giá là 200k. Con 8 đầu này. Con 8 đầu này 200k. Đấy. Các bác đi qua video thì đừng quên cho em Dân xin một nút like ấy, và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn. Đấy. Cũng như là có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những dòng sản phẩm tốt hơn và chất lượng. Tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác một cái số cái mẫu. Một cái mẫu tay tay đa năng này. À, cờ lê đa năng này. Con này rất là tuyệt vời luôn. Con này thì là cờ lê đa năng này, nó có nhả được này. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một con. À, hàng này của Kabushi. 200k. Đèn ghi đây có nổi không? Ghi màu đen với bút đen thì chắc là không ok rồi. Đấy, 200k. Đấy, 200k một con này. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho bác một số bộ lục giác ấy. Bộ lục giác và bộ hoa thị này. Đấy, và bộ lục giác màu này. Đấy, lục giác thì em đang có 3 mã. Đấy, 3 mã. Đấy, đầu tiên là một bộ lục giác trắng đi, bộ rẻ trước đi. Đấy, bộ trắng này thì bên em Dân đang bán với giá là 130k. 130k các bác nhé. Bộ trắng này 130k. Đấy. Bộ này thì nó có 9 món các bác nhé. Bộ này thì nó gồm có 9 món. Lưu ý giúp em là chỗ này trống là nó trống sẵn rồi nhé, chứ không phải là thiếu đâu các bác nhé. 9 món. 9 món 130k.
Tiếp theo là một cái bộ cũng là lục giác nữa. Đấy, cái bộ này thì 190k, bộ lục giác màu này. 190k. 190k có nhé. Bộ này cũng có 9 món. Bộ này cũng có 9 món nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. 9 món. Kabushi 190k. Cái bộ hoa thị này các bác nhé, bộ hoa thị này cũng 190k luôn. 190k. Đấy, bộ hoa thị. Đầu nó là đầu hoa thị. Đấy, 190k luôn. Xem nào. Còn cái nào chưa giới thiệu không? Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu cho các bác mẫu kìm chết nhé. Một số mẫu kìm chết. Một số cái mẫu kìm chết này. Đấy, con kìm chết này là con kìm chết 10 inch này. 10 inch nhé các nhé. Con kìm chết này con chết kìm chết 10 inch. Đấy, giá của nó là 250 ml. Con này thì bên em đang bán với giá là 230k. 230.000 đồng. Đấy. 230.000 đồng các bác nhé. Đấy, con kìm chết này gọi là thương hiệu của nó là đây. F02402 đây. Đấy, F02402. Đấy, hàng của Nhật, chữ tiếng Nhật đây em chả hiểu là thương hiệu là gì tại vì em không biết tiếng Nhật mấy. Đấy. Tiếp theo thì một con kìm chết của Kabushi. Đấy, giá của nó là 200k. 200k các bác nhé. Kìm chết của Kabushi giá 200k. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một bộ kìm này. Một cái bộ kìm này. Đấy, một bộ kìm. Đấy, kìm của thương hiệu Kabushi này. Đấy, kìm này thì nó có 3 con. 3 con một bộ này. Đấy, 3 con một bộ này, có một con kìm cắt, một con kìm bằng à một con kìm mũi nhọn. 3 con này thì bên em dân đang bán với giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng một bộ combo này. Đấy, còn khi các bác mua lẻ thì con này 200k, con này 200k và con này 170k nhé. Đấy, tổng vị chi của nó là 570.000 khi các bác mua lẻ. Đấy, còn khi các bác mua combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, giá nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Đấy, nó là 570k một combo này. Đấy, tiếp theo thì em dân xin giới thiệu cho các bác một số cái mẫu đồ dùng nhà bếp nhé. Đồ dùng nhà bếp này. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác một số mẫu chảo này. Một cái số mẫu chảo nhé. Đấy, chảo này là chảo của Nhật nhé, thương hiệu của Shikisai. Thương hiệu của Shikisai. Đấy, giá của nó của con này thì là em đang bán lẻ là với giá là một con chảo này thì là 300k con chảo 20 cm. 300k là con chảo 20 cm. Combo 3 con của nó, combo 3 con của nó là 900k. Ba chảo, ba chảo. 900k ba chảo nhé. Đấy, combo của nó. Đây là combo đây, là con loại 24 cm. Đấy, 24 cm, 27 cm, à 24 và 26. 20, 24, 28 cm nhé, làm combo 3 cái. Ừ, combo 3 cái. Ba con. Đấy, con nếu mà mua lẻ, đây combo các bác nhé, đây là combo. Đấy, hàng này là hàng của Nhật nhé. Hàng này là hàng của Nhật. Đấy, thương hiệu của Made in Japan. Thương hiệu của Made in Japan các bác nhé. Ừ. Hàng của Nhật Bản này, con này chảo chống dính đấy, chất liệu bằng nhôm, con này chảo chống dính chất liệu bằng nhôm nhé các bác nhé. Đấy, combo đây, combo ba con này, ba cỡ đấy, là giá của nó là ba cỡ này, này một hai ba cái chảo này, giá là 900. Khi các bác mua hai cái đấy, hoặc là khi các bác mua hai cái thì sẽ được giảm ngay 50.000 đồng, hai cái sẽ được giảm năm ngay 50.000 đồng nhé các bác nhé. Ví dụ con này 300, con chảo này 300 này, con chảo này 350. Đấy, khi các bác mua thì nó giá là 650 đúng không? Sẽ được giảm 50.000 là còn 600. Đấy, hoặc là khi các bác mua hai con to, con 24 và con 28, một con 350, một con 400. Đấy, tổng vị cộng là nó là 750.000. Đấy thì sẽ được giảm ngay 50.000 thì còn 700.000. Đấy, và bao ship cho các bác luôn. Và bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, để một bộ chảo. Đấy. Hàng rất là đảm bảo cho chúng ta luôn các bác nhé. Hàng rất là đảm bảo cho chúng ta luôn. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu cho các bác là một bộ đũa này. Đấy, cũng liên quan này. Một đũa đến từ thương hiệu cũng của Shikisai. Đấy. Giá của nó là con này là 100.000 đồng một túi. 100.000 đồng một túi 10 đôi. Đấy, hàng này có tem chống hàng giả các thứ đàng hoàng cho chúng ta luôn. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản, Made in Japan. Con này là dài 24,3 cm. Đấy, chịu được Nhật 210. Đấy, đảm bảo cho chúng ta luôn các bác nhé. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Để kênh của em có thể phát triển lớn mạnh hơn.
đấy, để có thể phục vụ tới quý các bác anh chị những dòng sản phẩm, những mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Đấy, thì cũng còn nhiều mẫu nhưng mà em xin phép được dừng cái video này tại đây. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.